báo cáo với thầy là em tên là Lan Anh. Để đau đầu tiên là đau ở cái chỗ dưới hông này, ở bên thắt lưng này, một điểm này cũng đã lâu lắm rồi. Thế rồi dần dần rồi nó chạy xuống một nửa bên đùi bên này, tức là bên trái, đến bên hông của đầu gối, rồi xuống đến dưới chân này. Rồi sau này thì nó lên lên tay. Cái vai này dơ lên không có được, dơ lên hẳn được không được. Rồi nó lên cái gáy, cái đầu, nửa lên đầu. Bây giờ là coi như là nó bị như là thỉnh thoảng như là mình bị hay bị nổi da gà, bị gai một nửa bên người thôi. Mà khi ngồi xuống thế này thì nó bị tức cái đùi này, nó tức cái dưới chân này. Giống như nãy chị ngồi dạ, xong rồi đứng lên thì không đi được. Đứng lên phải đứng một lúc đã. Phải vịn vào cái ghế này đứng vẩy chân một lúc đã rồi mới đi được. Nhưng mà đi thì cũng là tập tễnh chứ không có đi được ngay. Thế xong nhưng mà đi được bộ được một hồi lâu rồi á thì là đi được bộ một hồi lâu rồi ấy, thì là sẽ đi thẳng được. Nhưng mà khi mà đi bộ một hồi lâu rồi ấy, thì không còn bị cà thọt nữa. Nhưng mà lúc về đến nhà thì ngồi xuống cái ghế, nằm xuống cái ghế thì hai cái đầu gối này, hai tất cả xung quanh cái đầu gối này lên đến đùi đau lắm, mà cứ nằm ở đắp chăn rồi mà vẫn còn thấy lạnh như là không có mặc quần áo hoặc là ở ngoài đường vậy đó. Hai cái vùng đùi này lên đến đùi này. Hồi nãy chị ngồi đây chị thấy sao? Dạ, thì ngồi ban nãy thì bây giờ từ nãy giờ thì không phải. Chị phải ngồi, chị nói đầu tiên chị ngồi đây chị ngồi chịu không nổi được. Dạ, bấm gì? Dạ, thì lúc đầu tiên ngồi xuống ghế thì nó bị cấn vào cái lưng này thì là cái đùi nó không ngồi được, không ngồi hẳn xuống được, thì cứ kênh một bên mông này lên hoặc là ghét cái chân này lên chứ không được để xuống đây. Thế nhưng mà sau khi thầy bấm một cái vào đây thì là ngồi thấy thì thấy nó hết ngay, nó không hẳn lấy hết hoàn toàn nhưng mà ngồi được luôn. Không cần phải nhóm lên nữa. Rồi bây giờ chườm đá đi vô. Bây giờ chườm đá thì từ nãy ngồi rất là cảm thấy cũng rất là thoải mái. Rồi khoan, tới đi. À, thầy Hải, bây giờ thầy Hải này chửi chị. Thầy Hải lấy cục đá em về cắn. Chị có thể nhóm lại cho em xin lại cục đá của chị không? Rồi. Rồi, bây giờ chị có thể đứng dậy một cách thoải mái. Đúng rồi. Rồi chị đi qua vòng thử coi sao. Rồi xin mời chị. Không có cho dịnh gì nữa. Ôi trời. Rồi đi. Rồi bây giờ chị sẽ thấy sao? Dạ, đi được ngay. Đi được ngay liền phải không? Dạ, không đúng. Công nhận là rất là tài, hay thật. Mọi khi mà ngồi từ đấy là đứng lên đi không được đâu. Phải cả nhắc từ lâu. Rồi, cảm ơn chị. Chườm lạnh được mà chườm nóng được. Chườm lạnh, chườm cục đá lạnh. Hồi nãy tôi kéo này để cho chị đứng. Chườm cục đá lạnh ở đằng sau lưng này. Tức là chỗ đau vừa chườm lạnh vừa chườm nóng được. Hay quá nhỉ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.